Wow, đây là cây hoàng kim còn rất nhỏ. Cây này thì độ khoảng 2-3 năm tuổi thôi, nhưng mà hoa đã rất là nhiều, trái cũng rất là nhiều rồi. Ra hoa tới đâu thì đậu trái tới đó. Mà đặc biệt của hoàng kim thì trái nó nằm trong thân. Nó nằm trong thân. Đây, họ nông dân họ làm thì họ cũng không có, chưa có cái kỹ thuật là họ dùng cái bọc chuyên nghiệp. Nhưng mà họ chỉ sử dụng một cái bọc bóng bình thường thôi. Nhưng mà trái nó vẫn không bị sâu bệnh, vẫn không bị con gì chết thuốc, và nó kháng bệnh rất là tốt. Trong những cái vườn cây mà chúng ta muốn thay đổi cơ cấu trồng thì chúng ta trồng cây hoàng kim này thì rất là ok. Các bạn nhìn cho rõ nhé, đây là trái hoàng kim, đây là trái ly kima này. Tôi sẽ phân biệt cho các bạn biết. Anh sẽ bóc một trái này ra để cho các bạn nhìn thấy. Mình sẽ cái bọc luôn nha, chút xíu nữa bà con sẽ làm. Ôi ok ok, chờ chút xíu đi. Ô các bạn thấy chưa, anh này nè là anh tròn. Anh này anh tròn, đây đây các bạn ơi. Còn cái trái này là anh bị méo nha các bạn. Lá thì giống nhau, nếu mà người không biết thì có thể là nhầm. Nhưng mà thực sự đây, các bạn thấy chưa, đây thực sự là hoàng kim. Các bạn sẽ xem hết tổng quát cái cây này đi. Nó nhỏ mà đã có trái rồi. Da trái quanh năm suốt tháng. Quanh năm suốt tháng. Đó, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Vâng, các bạn đi theo tôi và chúng ta sẽ xem tiếp cái cây nhiều trái hơn nữa.